Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô hồng ngọc mai của chú anh chị. Cây mini ship cả chậu luôn nha anh chị. Cây này có mặt hoa với mặt trái, em có để bên phía góc phải màn hình đó nghe cô chú anh chị. Cây rất là đẹp luôn ha. Rồi cây đầu tiên là mã số 85. Cô chú anh chị nào có đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những video mới nhất nha cô chú anh chị. Hoành nó là 7. Hoành 7. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Mã số 85. Rồi đồng giá 250.000 em bao ship tặng nhà cho mình nghe cô chú anh chị. Mã số 86. Nạc hoa nè, rất là đẹp luôn. Hoành 7. Chiều cao 17. Mã số 86. Rồi đồng giá 250.000 nghe cô chú anh chị. Hoành 7. Chiều cao 23. Mã số 87. Rồi 250.000 chứ anh chị. Cái thân nó cỡ cây viết lông anh chị em khỏi đo ha. Cỡ 78 rồi đó. Cây viết lông 88. Mã số 88 để viết lông đó. Cô chú anh chị nhìn cái viết lông nha anh chị. Chiều cao 18. Mã số 88. Rồi 250.000. Số 89. Chiều cao 15. Mã số 89. Rồi cũng 250.000 đó chú anh chị. Mã số 90. Chiều cao 22. Số 90. Cũng 250.000 nha cô chú anh chị. Mã số 91. Chiều cao 20. Mã số 91. Mã số 92. Chiều cao 18. Mã số 92. 250.000. Mã số 93. Chiều cao 17. Cây một thân một cốt rất là quái nha cô chú anh chị. Mã số 93. Rồi cũng 250.000. Mã số 94. Cao 18. Mã số 94. 250.000. Mã số 95. Chiều cao 16. Mã số 95. 250.000. Mã số 96. Số 96. Rồi cũng đồng giá nha chị. Mã số 97. Nụ hoa rất là nhiều luôn. Có hoa có trái quanh năm luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao 21. Mã số 97. Mã số 98. Chiều cao 19. Mã số 98. Mã số 99. Chiều cao 16. Mã số 99.
số 100. Chiều cao 17. Mã số 100. 101. Chiều cao 18. Mã số 101. Mã số 102. Đồng giá 250.000 ấy cô chú anh chị, bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. 103. Cao 18. 103. 104. Chiều cao 15. Mã số 104. Cũng 250.000.